Chào các bạn, các cái máy Makita 18V, ví dụ như đây là một cái máy cưa cầm tay. Thì cái pin đây là cái dạng máy cổ, tức là pin của nó vẫn là cái dạng pin đút giống như kiểu máy 12-14V. Cái hộp pin đôi khi người ta hay gọi là hộp pin vỏ quả đào. Đây là một cái hộp cho 18V. Thì đặc điểm của hộp này là vì nó thiết kế cho pin LCD, cho nên nếu mà bạn độ sang liền thì thường chúng ta chỉ nhét được khoảng độ tầm 5 viên thôi. Còn nếu nhiều hơn thì nó khá là khó, bởi vì cái hộp pin này nó khá là góc cạnh. Nên là đây chủ yếu chúng ta nhét được tầm 5 viên. Nếu mà bạn muốn nhét lên 10 viên thì gần như là không thể được với cả cái vỏ hộp này. Bởi mỗi bên dưới chúng ta chỉ nhét được 3 hay là 6. Nếu mà nhét thêm hai cái pin ở đây nữa thì chúng ta cũng không độ lên đầu này được. Do đó nếu mà bạn muốn sử dụng cho các cái máy cưa, thiết bị mà cần cái dung lượng lớn, dung lượng pin lớn để cho cái thời gian sử dụng lớn, thì có một cái nhu cầu là chúng ta muốn tăng cái dung lượng của pin này lên. Thì một giải pháp hay gặp đó là chúng ta sẽ in cái đáy kéo dài nó xuống để dựng đứng thì sẽ lắp được nhiều pin hơn. Tuy nhiên cái giải pháp đấy thực ra nó không ổn, bởi vì cái vỏ hộp in 3D thì thường nó sẽ không cứng, nó không thể nào bằng như kiểu nhựa đúc này được. Do đó nếu mà trong quá trình sử dụng bạn rơi gì đấy thì khả năng mà bị nứt, bị vỡ rất là cao. Hơn nữa là cái việc in như vậy thì trong cái vỏ pin nó khá là cồng kềnh. Thì ở đây tôi lại có một cái giải pháp tiếp là cái miếng chuyển đổi. Tức là chúng ta sẽ chuyển đổi cái hộp pin về cái dạng pin Makita đút. Đây là cái hộp pin đa năng, vỏ pin khá là rẻ và rất là dễ kiếm ở thị trường Việt Nam. Thì đầu tiên là cái phiên bản, nó là bản đầy đủ. Tức là cái đế chuyển này nó sẽ gồm cái gì? Thứ nhất là đầu chuyển này, thứ hai là cái đầu bắt, và thứ ba nữa là sẽ có một cái đồng hồ đo volt để theo dõi cái điện áp của cái hộp pin này. Tích hợp đồng hồ đo volt ở đây thì bạn sẽ biết được ngay cái dung lượng cái bộ pin này là bao nhiêu. Thì đối với vỏ đầy đủ thì chúng ta chỉ có một cái kiểu lắp là hướng cái đồng hồ phía ra ngoài, là kiểu nhà bên phải để bắt ốc và bắt cái vị trí. Ở đây tôi làm các cái lẫy, trong cái video này thì tôi không minh họa cái phần lắp ấy vào đây. Tức là nếu lắp thì bạn sẽ phải chèn cái chốt này vào đây trước, lát nữa chúng ta sẽ minh họa một cái bảng rút gọn sau. Đây là cái hộp pin sau khi mà chúng ta đã lắp để chuyển sang hộp pin Makita rất là mạnh. Cái vỏ pin này tối đa chúng ta sẽ lắp được 15 cell, tức là cỡ khoảng độ 7,5Ah cho đến 8Ah gì đó. Và chúng ta có hẳn một cái đồng hồ để theo dõi cái điện áp pin, tức là theo dõi cái dung lượng pin, nó khá là tiện. Ví dụ pin tầm khoảng độ 20,5V là đầy, và pin cạn thì nó có khoảng độ tầm 15V để biết bạn áng chừng mức để bạn có thể sử dụng. Okay. Thế đây là cái phiên bản đầy đủ. Tức là chúng ta sẽ gồm có đầu cài, đồng hồ đo và lưỡi cài. Một cái phiên bản nữa là cái phiên bản rút gọn. Thì trong phiên bản rút gọn này, phiên bản rút gọn này có kèm đồng hồ LED, chúng ta còn một phiên bản rút gọn không có đồng hồ LED nữa, nó rẻ hơn. Chúng ta có lấy cài hai bên, tuy nhiên cái đầu tiếp xúc phía trên này nó không có. Thế là trong trường hợp này bạn sẽ phải tự hàn dây để câu lên cái đầu tiếp xúc phía trên này. Đây là cái này dành cho các bạn mà thích chế và muốn cái giá nó kinh tế hơn một chút thì chúng ta có thể sử dụng cái đầu tiếp xúc. Còn nếu mà bạn muốn sử dụng tiện dụng thì đây là cái lựa chọn, bản đầy đủ là cái lựa chọn tốt hơn. Trong bản đầy đủ này có một cái phiên bản nữa là không có đồng hồ LED. Thì trong trường hợp mà bạn không cần theo dõi điện áp, thực ra bạn nên theo dõi thì nó sẽ tốt hơn, để biết khi nào pin cạn và khi nào pin đầy thì bạn sạc xả, pin nó sẽ dễ hơn. Các phiên bản này nó đều có các cái lẫy cài, tức là chúng ta sẽ chốt hai bên này. Đấy, sau đó chúng ta lắp cái lẫy kia vào. Ví dụ đây phiên bản này. Cái phiên bản rút gọn thì chúng ta có thể lắp theo hai chiều, tức là nếu mà bạn không thích, bởi vì nó là đối xứng cho nên bạn lắp, nếu vì chúng ta không vướng cái lỗ pin ở giữa thì bạn có thể lắp theo hai chiều, bạn có thể lắp theo chiều xuôi và theo chiều ngược, cả hai cái chiều này đều được. Thì cái việc lắp kiểu vậy thì tùy bạn thôi, bạn thích nó kiểu ngang này thì bạn lắp, và nếu không thì bạn lắp theo kiểu này, cả hai đều được. Đấy là cái phiên bản rút gọn.
Và phiên bản đầy đủ thì nó chỉ có một chiều lắp là cái đèn hướng ra ngoài. Đó. Phiên bản cho Makita 18V để đút sạc đế cài. Như vậy tôi đã hoàn thiện được toàn bộ cái đế chuyển của Makita 12, 14 và cuối cùng đây là bản 18V đút chuyển hết sang pin sạc đế cài. Thưa các bạn đã theo dõi.